Một cuộc thi dành cho người cao tuổi mới diễn ra ở thành phố Cảng Thiên Tân đã khiến nhiều người xôn xao. Cuộc thi này được gọi tên là Người đẹp bikini trẻ mãi không già. Như tên gọi, các đối tượng tham gia đều là những người đã qua độ tuổi trung niên. Mục đích của nó là để tìm ra người phụ nữ trẻ mãi không già, người phụ nữ trung niên diện bikini đẹp nhất. Cuộc thi này do Hiệp hội Người cao tuổi tại Vườn Quốc gia Thiên Tân, Trung Quốc tổ chức. Nó vừa diễn ra vào cuối tuần trước tại thành phố này. Cuộc thi đã thu hút được tổng cộng 500 phụ nữ cao tuổi đều ở độ tuổi 60 trở lên tham gia. Trong đó, cụ bà 80 tuổi là người phụ nữ lớn tuổi nhất tham dự cuộc thi. Ngoài những phụ nữ trung tuổi, những người đàn ông cũng có mặt trong cuộc thi này. Cuộc thi diễn ra tại một sân khấu ngoài trời. Nó đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người. Được biết, đây là lần thứ hai cuộc thi này được tổ chức. Vào năm ngoái, Người đẹp bikini trẻ mãi không già đã lần đầu tiên diễn ra. Từ đó, những người tổ chức chương trình này đã quyết định đưa ngày lễ này trở thành ngày hội thường niên ở thành phố Cảng dành riêng cho người cao tuổi.